Ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy, sinh năm 1967, ngụ phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 11 tháng 2, ông Nhầy cùng với Lâm Văn Mai, sinh năm 1981, ngụ khóm 2, phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự, nhậu chung. Lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Đồng Tháp để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai, tên là T, khoảng 50 tuổi. Nhầy đồng ý rồi cả hai đi bộ khoảng 1 km về cây xăng bỏ hoang. Đến nơi, Mai đổ quan hệ tình dục nhưng bà T không đồng ý nên la lên. Thấy vậy, Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Nhầy thực hiện giữa chừng nhưng khi thấy người nạn nhân có nhiều máu, Nhầy dừng lại và bỏ về nhà. Đến sáng hôm sau, khi đi ngang qua hiện trường phát hiện lực lượng công an đang điều tra, Nhầy đến công an phường An Bình A trình báo vụ việc nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Trước đó, vào chiều 13 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được đối tượng Lâm Văn Mai, sinh năm 1981, ngụ khóm 2, phường An Bình, thành phố Hồng Ngự, về tội giết người và hiếp dâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Mai là đối tượng gây án khi lẩn trốn tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Tòa hành chính tỉnh Kanda, Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ công bố mở cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Sương Ca Om Sam No. Việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Sương Ca Om Sam No là tiền đề quan trọng để hai phía Việt Nam-Campuchia tiến hành quy hoạch thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với tỉnh Treven, Campuchia cũng vừa công bố hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam Tây Ninh, Meun Chay, tỉnh Treven. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, hàng năm lưu lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu Tân Nam đều tăng. Vì vậy, việc nâng cấp cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa kinh tế chính trị sâu sắc, tiến tới hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai tỉnh. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được Tây Ninh chủ trương xây dựng gắn với du lịch sinh thái. Trong tương lai sẽ kết nối với hệ thống du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò, Sa Mát và các địa điểm du lịch của tỉnh Treven. Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng có bài phản ánh ngang nhiên chiếm đất dựng nhà giữa thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vào cuộc xác minh, chỉ đạo lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép. Trước đó, ngày 10 tháng 1 năm 2023, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài viết ngang nhiên chiếm đất dựng nhà giữa thành phố Đà Lạt, phản ánh việc công ty cổ phần Đồng Xanh trụ sở tại khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có lô đất rộng 2.552 m² thuộc các thửa 260-261, tờ bản đồ số 22, đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số CS169299 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 3 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khu đất không có người trông coi, người khác đã vào chiếm đất, xây dựng mới một công trình có diện tích khoảng 70 m². Căn nhà cũ phía trên thì bị một số người cắt khóa, ngang nhiên sửa chữa, cư trú bất hợp pháp. Ngày 7 tháng 2, một cá nhân có đơn gửi lên Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt đề nghị sửa chữa nhà tại thửa đất 260, tờ bản đồ số 22, đường 3 tháng 4. Tuy nhiên, người này không cung cấp các hồ sơ pháp lý, nhưng tự đưa vật tư, máy móc thiết bị đến để sửa chữa. Đến ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 3 tạm giữ phương tiện sửa chữa trái phép. Ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 đã làm việc với người dân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quẹt ô tô gây bỏng mạng. Ngày 19 tháng 2, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn clip kèm hình ảnh về vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô màu đen và một xe đạp màu hồng. Cụ thể, người phụ nữ mặc áo khoác màu hồng, đội nón lá điều khiển xe đạp chạy ngược chiều với tốc độ khá nhanh. Trong khi đạp xe, người phụ nữ liên tục hôi tai để ra hiệu cho dòng xe ô tô né tránh. Do quá đột ngột, ô tô màu xanh đi đúng chiều đã va chạm với xe đạp của người phụ nữ điều khiển. Vụ va quẹt khiến người phụ nữ ngã xuống đường cùng xe đạp, trong khi đó ô tô bị mớp và trầy xước phần hông bên trái. Sau khi va chạm giao thông, nữ tài xế ô tô bước xuống và cố gắng dựng xe đạp lên rồi hỏi thăm sức khỏe người phụ nữ. Một số người đi đường cũng chạy đến giúp nạn nhân, tuy nhiên người phụ nữ tỏ vẻ giận dữ và vẫn ngồi bệt trên mặt đường.
Người đăng tải cho biết sự việc diễn ra trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip kèm hình ảnh được đăng tải khiến nhiều người quan tâm chia sẻ. Sau đó, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn phối hợp với công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 xác định người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quẹt ô tô gây bỏ mạng chính là bà V, sinh năm 1976, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận 7, nên mời lên làm việc. Tuy nhiên, bà V không biết chữ và đã về quê sau vụ việc. Bà V sau đó đã ủy quyền cho con trai là anh D để làm việc với công an. Anh D cho biết mẹ mình làm việc nhiều và khi điều khiển xe đạp ngoài đường phát sinh vấn đề về sức khỏe, dẫn đến đi ngược chiều trên đường xảy ra va chạm với xe ô tô. Bà V nhận thức được hành vi của mình là sai nên cả hai bên đã tự ý thương lượng thống nhất giải quyết với nhau, không bên nào bồi thường bên nào và đi về nhà. Sự việc không đúng như các trang mạng xã hội đăng tải có nói là bà V đòi bồi thường thiệt hại. Ngày 23 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạc, 44 tuổi, thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, về tội cố ý gây thương tích và lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh nhân viên giao hàng gãy hai tay. Trước đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã có văn bản quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng Trương Đình Nhạc, 44 tuổi, trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đến ngày 23 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tư Nghĩa đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tạm giam nêu trên. Riêng vợ của ông Trương Đình Nhạc đang chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự đối với bà này hay không. Sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nhân viên giao hàng D là 24%, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trương Đình Nhạc, đồng thời thu giữ các tang vật có liên quan. Trong quá trình khai báo với công an huyện Tư Nghĩa, ông Nhạc thừa nhận đánh gãy tay nhân viên giao hàng. Ông Nhạc trình bày trong lúc giằng co, vợ ông hô hoán sợi dây chuyền bị đứt, văng mất và bị D đấm một cái ở lưng nên ông đã dùng tiếp sắt đánh người giao hàng. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ động vật xâm nhập khu bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau khi có trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Cụ thể, trong các ngày 14 tháng 2 và ngày 18 tháng 2, tại khu vực hàng rào an ninh khu bay của sân bay Nội Bài xuất hiện cá thể khỉ màu vàng, loại động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Tuy chưa xâm nhập vào khu bay, nhưng sự việc có nguy cơ gây mất an toàn khai thác. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu sân bay Nội Bài có giải pháp ngăn ngừa khỉ xâm nhập thông qua giám sát camera kiểm tra tại khu vực hàng rào an ninh khu bay và tổ chức xua đuổi khỉ. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp kiểm tra, rà soát và phối hợp xử lý triệt để tình trạng cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực hàng không. Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan quản lý có hướng dẫn các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng phương án xử lý cụ thể với các trường hợp động vật thuộc nhóm quý hiếm hoạt động tại khu vực hàng rào an ninh, ngăn ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.